Quý vị và các bạn đang theo dõi Y tế trong ngày trên VTC14. Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận nhiều ca sốt xuất huyết nặng, biến chứng nguy hiểm, nguy cơ tử vong cao. Trong tháng 7, Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận hàng chục ca sốt xuất huyết, tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Hầu hết bệnh nhân tại khu vực ngoại thành Hà Nội như là Hoài Đức, Đan Phượng, Phúc Thọ và các tỉnh như là Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình. Những trường hợp nguy kịch, tiên lượng xấu đều là người cao tuổi có bệnh nền. Theo bác sĩ, sốt xuất huyết có biểu hiện lâm sàng đa dạng, diễn biến nhanh từ nhẹ tới nặng. Bệnh thường khởi phát đột ngột và diễn biến qua 3 giai đoạn: sốt, nguy hiểm và hồi phục. Thể bệnh này là dạng nặng nhất của bệnh sốt xuất huyết, bao gồm tất cả các biểu hiện của bệnh sốt xuất huyết nhẹ cộng với các triệu chứng chảy máu kèm theo huyết tương thoát khỏi mạch máu, máu chảy ồ ạt trong và ngoài cơ thể, sốc, huyết áp thấp. Loại này thường xảy ra trong lần nhiễm trùng sau khi bạn đã có miễn dịch chủ động do đã từng mắc bệnh hoặc là thụ động do mẹ truyền sang đối với một loại kháng nguyên virus. Bệnh thường biểu hiện nặng đột ngột sau 2 tới 5 ngày giai đoạn hạ sốt. Dạng bệnh này có thể gây tử vong, đặc biệt là ở trẻ em và thanh thiếu niên. Phát hiện sớm bệnh và hiểu rõ những vấn đề lâm sàng trong từng giai đoạn giúp bác sĩ điều trị đúng và kịp thời nhằm cứu sống người bệnh. Ngộ độc khí là vô cùng nguy hiểm. Mới đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận 2 trường hợp bệnh nhân hôn mê sâu nghi do ngộ độc khí được chuyển đến từ Trung tâm Y tế tuyến huyện. Trước đó, bệnh nhân nữ 48 tuổi trú tại Lâm Thao, Phú Thọ nhận nhiệm vụ kiểm tra bể chứa ngâm thực phẩm sau thời gian dài không sử dụng. Sau khi xuống bể chứa được vài phút, bệnh nhân bị ngạt khí và nằm bất động dưới sàn. Thấy vậy, bệnh nhân nam đã trèo xuống và cố gắng đưa lên, nhưng chỉ khoảng 3 phút sau cũng bất tỉnh. Các đồng nghiệp đã tập trung sơ cứu và nhanh chóng đưa 2 bệnh nhân ra khỏi vùng nguy hiểm và đưa tới cơ sở y tế gần đó trước khi được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ. Qua thăm khám ban đầu và những thông tin lâm sàng, cận lâm sàng, bác sĩ đã nhận định đây là trường hợp ngộ độc khí nặng, nghi do khí HIS, có thể nguy hiểm tới tính mạng. 2 bệnh nhân được áp dụng những biện pháp hồi sức cấp cứu chuyên sâu, thở máy, lọc máu liên tục, lọc máu hấp phụ, kết hợp sử dụng thuốc chống oxy hóa tế bào, dinh dưỡng não. Tới ngày thứ 5, cả 2 bệnh nhân đã tỉnh táo hoàn toàn và tiếp tục được theo dõi, hồi phục sức khỏe tại bệnh viện. Không gian kín như là ống cống, hầm, hố thường chứa nhiều khí độc hại như là metan, hydrosulfur có thể gây ngộ độc và tử vong tức thì. Đây là chất khí cực độc, không màu, có mùi trứng thối, được sinh ra trong quá trình phân hủy một số loại chất hữu cơ trong các hầm kín, bể chứa cũ, giếng hoang, đường ống nước thải, hầm tàu thông khí kém để lâu ngày. HIS hấp thu rất nhanh vào cơ thể, có thể gây suy hô hấp tế bào, ngừng hô hấp, suy đa cơ quan. Bộ Y tế đang xây dựng đề xuất tăng tiền phụ cấp mổ, tiền trực, tiền ăn cho cán bộ y tế phù hợp với chỉ số trượt giá và giá tiêu dùng, dự kiến trình chính phủ trong tháng 11. Hơn 12 năm qua, mức lương cơ sở được điều chỉnh thêm 8 lần, hiện ở mức 2.340.000 đồng một tháng. Nhưng các chế độ phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật, tiền trực, tiền ăn vẫn chưa có sự điều chỉnh tương ứng. Theo quy định hiện hành, người mổ chính trong ca phẫu thuật đặc biệt được nhận phụ cấp là 280.000 đồng, người phụ mổ là 200.000 đồng, còn người giúp việc cho ca mổ là 120.000 đồng. Số tiền giảm dần theo mức độ ca phẫu thuật loại 1, loại 2, loại 3. Như ở ca phẫu thuật loại 3, số tiền lần lượt giảm còn 50.000 đồng, 30.000 đồng và 15.000 đồng. Còn mức tiền trực và ăn cho cán bộ y tế cũng được chia thành từng hạng bệnh viện. Cụ thể, mức phụ cấp trực 24/24 là 115.000 đồng một người một phiên, hỗ trợ tiền ăn 15.000 đồng một người một phiên với bệnh viện hạng 1, hạng đặc biệt. Mức phụ cấp phẫu thuật cho ca mổ đặc biệt là 280.000 đồng một ca, ca mổ loại 1 là 125.000 đồng một ca cho phẫu thuật viên chính. Thời gian qua, Bộ Y tế nhiều lần đề cập đến việc phụ cấp thu nhập cho y bác sĩ lạc hậu và đề xuất tăng cao nhất mức phụ cấp. Chỉ trong một tháng, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận gần 400 trẻ mắc ho gà đến khám và điều trị, trong khi từ năm 2020 đến 2023, mỗi năm bệnh viện tiếp nhận chưa tới 10 ca. Bác sĩ cho biết ho gà có thể gây biến chứng nguy hiểm, thậm chí tử vong nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu, bệnh lại dễ bị nhầm với các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp khác. Vậy phụ huynh cần phân biệt trẻ mắc ho gà với ho thông thường thế nào? Thông tin cuối của Y tế trong ngày sẽ là phần nào giải đáp câu hỏi này. Thấy con bị ho, nhưng nghĩ rằng chỉ là ho thông thường do thời tiết nên phải một tuần sau, gia đình này mới đưa con đến bệnh viện khám. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, trẻ được chẩn đoán mắc ho gà. Khoảng một tuần thì bắt đầu ho nhiều, tím mặt thì chị cho vào viện. Và bây giờ là cũng đỡ dần rồi, chắc là cũng cuối tuần là về. Bé nhà chị thì chưa đủ tháng để tiêm phòng, lúc đấy mới được có 1 tháng 10 ngày. Nên là vẫn chưa tiêm được phòng ho gà cho cháu. Không chỉ có bệnh nhi trên, theo thống kê của Trung tâm Bệnh nhiệt đới, từ đầu tháng 7 năm 2024 đến nay, đơn vị này đã tiếp nhận gần 400 trẻ mắc ho gà. Trong đó, phần lớn các trường hợp mắc là trẻ em dưới 1 tuổi, chưa được tiêm phòng
hoặc tiêm chưa đủ mũi vaccine phòng bệnh. Hiện tại, trung tâm đang điều trị cho gần 40 trẻ mắc bệnh ho gà. So sánh kể cả 4 năm nay, thì cái năm nay là cái tỷ lệ ho gà tăng mạnh nhất và có thể tương đương với cái năm 2019. Trong những cái ca ho gà vào trong năm nay thì cũng hầu hết là những trẻ dưới 3 tháng tuổi và đều là những cái bạn mà chưa được tiêm hoặc là mới tiêm có một mũi. Cũng có một vài ca đã tiêm được 3 mũi cơ bản nhưng mà chưa tiêm nhắc lại thì cũng bị mắc ho gà. Cũng còn một vài ca nữa là chưa tiêm vì liên quan đến sức khỏe, lúc đưa tiêm thì trẻ lại bị đang ốm và sau đó thì gia đình đưa về và không quay lại để tiêm. Các bác sĩ cũng cho biết một dịch bệnh truyền nhiễm có thể xuất hiện trở lại theo chu kỳ 3 đến 5 năm. Năm 2019, số ca mắc ho gà trên cả nước tăng nhanh do tỷ lệ tiêm vaccine 5 trong 1 thấp. Từ năm 2020 đến năm 2023, số ca mắc đã giảm rõ rệt, chỉ khoảng vài chục ca. Năm nay, sau 5 năm, dịch bệnh này đã quay trở lại theo chu kỳ và hiện số ca mắc cũng có xu hướng tăng ở nhiều tỉnh thành. Theo cái đánh giá của cá nhân tôi, thì năm 2019 thì chúng tôi cũng đánh giá là một cái vụ dịch ho gà, đặc biệt năm đấy vào trong bệnh viện điều trị thì cũng khoảng hơn 400 ca. Sau 2019 thì 2020, 2021, 2022, 2023 thì cái số lượng ho gà giảm rõ rệt, chỉ khoảng 10 đến vài chục ca trong năm thôi. Tuy nhiên từ đầu năm đến giờ chúng ta thấy số lượng ca nhập viện tăng vọt. Theo nhận định chung thì ho gà hoặc là các bệnh dịch kể cả có vaccine rồi thì cũng chu kỳ khoảng 3 đến 5 năm có thể xuất hiện trở lại vì nhiều lý do. Trong đó là cái chủ quan nhất của mình là do tiêm chủng không đầy đủ hoặc là do ý thức của ông bố mẹ chủ quan bảo thôi không tiêm cũng được. Thì chưa kể là các cái tỷ lệ bảo vệ của tiêm chủng nó cũng chỉ rơi khoảng 90-95%, thì vẫn sót lại những cái trường hợp mà chưa tiêm và những trường hợp chưa được bảo vệ. Và cái tích lũy người ta tính khoảng 3-5 năm là như vậy thì nó lại có quay trở lại. Được biết ho gà thường khởi phát âm thầm với các triệu chứng viêm mũi như nghẹt mũi, chảy nước mũi, ho khan nhẹ và sốt nhẹ hoặc không sốt, kéo dài khoảng 1 đến 2 tuần. Giai đoạn này rất dễ nhầm lẫn với các triệu chứng nhiễm trùng đường hô hấp khác, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Do ho rất ít nên dễ bị hiểu lầm là viêm tiểu phế quản. Trong khi đó, việc chẩn đoán và điều trị muộn có thể khiến trẻ gặp những biến chứng nguy hiểm. Quan trọng nhất để phòng tránh những bệnh truyền nhiễm đã có vaccine là chúng ta phải tiêm vaccine đầy đủ những cái mũi cơ bản, sau đó tiêm nhắc lại theo đúng cái lịch trình mà của Tổ chức Y tế Thế giới và Bộ Y tế đã khuyến cáo, để mục đích là vừa bảo vệ được cho trẻ và bảo vệ cả cho các cái bà mẹ, và các bà mẹ mà làm đúng thì có thể bảo vệ được cho trẻ chưa đến tuổi tiêm mà cái lứa tuổi mà đang được kháng thể của mẹ truyền sang thì sẽ giảm được cái bệnh truyền nhiễm mà có vaccine. Do đó các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đưa trẻ đi tiêm vaccine phòng bệnh một cách đầy đủ và đúng lịch. Ngoài ra, cha mẹ cần chú ý các triệu chứng để phân biệt giữa ho gà và ho thông thường, từ đó đưa trẻ đi thăm khám và điều trị kịp thời. Ho gà nếu không được điều trị kịp thời có thể gây ra biến chứng viêm phổi. Đây là nguyên nhân tử vong thường gặp nhất. Ngoài ra, các biến chứng thường gặp khác là biến chứng thần kinh và một số cơ quan khác của trẻ như là viêm phế quản, ngừng thở, xa trực tràng, thoát vị trực tràng, vỡ phế nang, tràn khí trung thất, tràn khí màng phổi và viêm não. Đối với trẻ ho do cảm lạnh có nguyên nhân phổ biến nhất bởi nhiễm trùng đường hô hấp trên thì thường bắt đầu với các triệu chứng cảm lạnh, chảy mũi, ngạt mũi và ho. Đối với trẻ mắc ho gà, những cơn ho xuất hiện nhiều làm trẻ yếu dần như ngừng thở do thiếu oxy, mặt tím tái, mặt đỏ, tĩnh mạch cổ nổi, chảy nước mắt, nước mũi. Đến đây Y tế trong ngày cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.